Thì có một bạn bạn có hỏi mình cách lấy giờ của chiếc camera KB1. Thì xin thưa với mọi người thì cực kỳ đơn giản thôi. Mình sau video này mình sẽ hướng dẫn mọi người cách ép camera KB1 lên đầu ghi. Nên đầu ghi IP hoặc đầu ghi 5.1 thì IP hoặc là 5.1 đều đều ép được. Mà không cần phải kể cả không phải ép bằng phần mềm của KB Vision thì cũng vẫn được. Ép bằng phần mềm của DAWU hay là DAWU hay của HikVision cũng được. Nhưng mà mình hay dùng, mình đã ép thử lên DAWU rồi, HikVision mình chưa thử. Nhưng mà nói chung là mọi người thì cũng nhiều người thích cái camera này, nó vừa điều khiển được vừa nói được. Nếu như ở trong nhà mà có một cái đã có đầu ghi rồi, mọi người muốn đã có đầu ghi rồi, mọi người muốn lại có một cái camera để nói chuyện, thí dụ như để học theo dõi học hành con cái, hay là xem trẻ con có nghịch ngợm hay chơi không mà bố mẹ không có nhà, ông bà ở nhà vẫn giám sát được mà vẫn ra lệnh được qua camera. Thì ép cái chiếc camera KB1 thì cảm là một cái rất là hay. Nói chung là rất là tuyệt vời, ra lệnh ra mà giá nó rất, giá thành nó rất là rẻ. Thì đấy là mình cũng nói nó như vậy. Chứ còn cái mục đích chính hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn. Có một cái bạn đấy, bạn ấy hỏi mình về, xem bạn nào này, bạn hỏi mình về về cách lấy giờ trên chiếc KB1. Thì nó cũng rất là dễ. Đây, mình sẽ, đây bạn Duy Bảo có hỏi mình 5 giờ trước là cho mình hỏi chỉnh thời gian camera sao vậy. À thì mình xin cũng mình xin đây 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 là bạn là Duy Bảo, thì mình xin giải đáp đáp thắc mắc của bạn Duy Bảo là nó rất là đơn giản. Cái gì mà khả năng mình làm được, mình các bạn cứ hỏi mình, một là mình có thể mình comment ở chiều dưới, hai là mình up video lên để trả lời các bạn. Thường thì có một cái bạn mà bạn ấy nói về cái chỗ xóa camera Ezavid ấy. Thì thực ra mình cái này mình không có xóa, mà do cái khách hàng cũng là người bạn, người ta muốn là xóa như vậy. Thì mình cũng hướng dẫn và mình quay trực tiếp, khi mình quay trực tiếp mình hướng dẫn cho người ta thôi. Còn mình hay làm về các cái dòng là KB Vision, chứ còn về các cái dòng DAWU với cả HIC thì mình cũng ít khi làm lắm. HikVision với cả DAWU thì mình ít ít khi mình làm, tại vì ai hỏi thì mình có mình ai hỏi thì mình sẽ hướng dẫn thôi, mình tìm hiểu mình hướng dẫn thôi, chứ còn mình ít khi làm. Thì có cái bạn bạn hỏi về bạn Duy Bảo, bạn hỏi về cách chỉnh thời gian thì mọi người chết do cái chiếc camera này đặt ở chế độ báo động, nên là cứ thấy người chuyển động là nó hú ầm lên, do mình không có tắt. Thôi các mình chỉ để test thôi. Thế thì các bạn nhớ nha, các bạn vào đây và vào đây thì
Các bạn đã vào chiếc camera của mình rồi. Đấy, thì các bạn chỉ việc vào chỗ cái bánh răng, hình bánh răng. Nếu mà tiếng Anh thì gọi là setting, còn tiếng Việt là cài đặt đấy, thì hình bánh răng ở bên tay phải màn ảnh nhỏ, phía trên bên tay phải màn ảnh nhỏ của các bạn. Rồi ok. Thì những cái chỗ này đây là cái series number thiết bị, phiên bản thiết bị, thông báo báo động. Đấy, thì mình cắt cái cả, tắt cái cài đặt báo động rồi đi. Không có ra báo động đích lại. Nhất thế cái hai là đây. Thì các bạn em xem như này thì các bạn không thấy được cái cài đặt giờ chỗ nào. Thế là các bạn bấm một chút thêm này, nó thì nó có hiển thị này, thiết lập ánh sáng hồng ngoại tự động này, thiết bị chỉ định này, camera lật ảnh. Nếu các bạn lật ảnh 180 độ thì các bạn bấm vào. Đấy, thiết lập múi giờ đây. Đấy, các bạn chỉ cần thiết lập múi giờ thôi. Thí dụ như đây là ở Việt Nam mình đang là Bangkok, Hà Nội, Jakarta. Có thể các bạn chọn sai, các bạn chọn là GT8 hoặc là GT6, thì các bạn chọn về Hồng Kông GT8 hoặc là Trung Quốc, China gì đấy. Mà GT8 thì nó sai. Thì các bạn chỉ cần chọn đúng Việt Việt Nam mình là Bangkok, Hà Nội, Jakarta là ok. Rồi thì các bạn bấm vào lại chỗ hoàn thành cái nút nút trên cùng, dấu tích ở bên tay phải màn hình của bạn, dấu trên cùng đấy. Thế là thiết lập new thành công. Và còn cái chỗ dưới mục thiết lập múi giờ thì nó là new định dạng ngày đấy, các bạn có thể tùy chọn new năm này, tháng ngày, hoặc là new tháng ngày năm, hoặc là new ngày tháng năm đấy. Mình chọn đây là new dạng ngày tháng năm, date date man man ok. Và thế là chúng ta có thể thiết lập thành công rồi. Đấy, thì ngoài giờ định dạng múi giờ là ok, hoặc chúng ta bấm lên đây thì nó khởi động lại, chúng ta quay trở lại thôi. Đấy, thì thực ra nó rất là đơn giản, bạn Duy bảo nhé. Tại vì trên cái menu này, mỗi khi người khi mở chiếc camera này ra chẳng hạn, thế người mở camera này ra thì mọi người thấy nó full lên trên đây, bấm vào chỗ nút cài đặt setting của bánh răng đấy, thì các mọi người kéo này không thấy chỗ nào cài đặt đấy. Thì các bạn nhớ là vào chỗ thêm này, mình nhắc lại lần nữa là vào chỗ thêm này đấy. Cái chỗ này là bạn là điều chỉnh ánh sáng hồng ngoại, cái này là để tự động rồi nha. Thì mình không nói gì. Còn chỗ lật ảnh thì lật ảnh là các bạn lật 180 độ hay là để nguyên này. Và thiết lập múi giờ này, đấy thì các bạn chỉ cần thiết lập múi giờ. Các bạn chọn vào múi giờ này là các bạn đánh dấu tích ok. Định dạng ngày cũng vậy. Và các bạn quay trở lại thôi. Thế là hoàn thành rồi. Rồi. Chào các bạn nha. Chào bạn, chúc bạn Duy Bảo thành công nhé.